Trong nửa đầu năm 2024, Petro Việt Nam đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục, không để xảy ra tai nạn, sự cố gây gián đoạn sản xuất. Tập đoàn đã đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng đủ xăng dầu, điện, đạm và các sản phẩm khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Các giàn khoan, công trình khai thác dầu khí, nhà máy chế biến dầu khí hoạt động với công suất ổn định từ 112 đến 116% công suất thiết kế. Trữ lượng trong 6 tháng đầu năm của tập đoàn ước đạt hơn 4,38 triệu tấn quy dầu, doanh thu tăng 15%, nộp ngân sách nhà nước tăng 0,3%. Trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận nhiều sự kiện nổi bật, đó là liên doanh Vietso Petro khai thác thành công tấn dầu thứ 250 triệu trong lịch sử hoạt động, đánh dấu cột mốc 43 năm xây dựng và phát triển. Phát hiện dầu khí mới tại mỏ Rồng và mỏ Bulga Aster, và mới đây, sự kiện nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện đối với tổ máy 1, 2 và một số hạng mục dùng chung. Đây là cơ sở để chủ đầu tư tiến hành thủ tục công nhận ngày vận hành thương mại cho nhà máy. Trong 6 tháng cuối năm 2024, tập đoàn sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu, tập trung quản trị, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đặt ra theo kế hoạch quản trị, tăng cường, thúc đẩy công tác đầu tư các dự án trọng điểm của tập đoàn, tăng cường giám sát, đôn đốc, có các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao sản lượng khai thác dầu khí, sản lượng điện và sản lượng sản xuất các sản phẩm khác.